tụi nó là nó tụi nó dạng nó không có đạo đức chứ không. Trời ơi, tụi nó phải nó giờ nó biết em ơi. Dạ. Như tài khoản của ông Hà nè. Dạ. Nó kêu nộp vô mà nó hút cho nó kêu chị mua đi. Dầu mà nó mua là mấy lót. Trời ơi, kinh. Vàng mua là mấy lót. Ừ. Trời đất ơi. Bây giờ mới thấy là nó giết người ta không á thiệt. Tư vấn là kinh kinh điển luôn chị. Làm chị có 50 đô chẳng giao dịch được forex đúng không chị? Ờ. 10 đô cũng được luôn. Đánh là bán là sen. Ừ. Kiểu gì giao dịch được hết. Mà nó nói là em biết không? Nó nói chị nộp tài khoản hàng vô cuối cùng chị nói không có. Bây giờ chị thiệt cho em chị đuối lắm rồi, chị thất bại nhiều trong mấy cái sân ấy. Chị yeah. Có thiệt. Cuối cùng nó nói là thôi ngàn đô. Ngàn đô thì vô đi chị. Ra đâu có giới hạn là ngàn hay ngàn gì đâu. Đó, chị thấy đó. 300 là ok rồi. 300 đô cũng dịch được forex. 100 cũng được nữa. 100 vẫn được dịch forex. Ừ. À. Bao nhiêu cũng được cả. Đúng. Á, làm vậy đúng rồi đó.